Những ngày gần đây, thời điểm hanh khô kèm theo đó là độ ẩm xuống thấp là thời điểm rất dễ xảy ra cháy nổ và gia tăng các vụ cháy lớn. Mới đây, trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Mặc dù lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, khống chế ngọn lửa và không có thiệt hại về người, tuy nhiên ngọn lửa cháy lớn đã thiêu dụi xưởng gỗ và cháy lan sang hai nhà dân. Ngày mùng 4 tháng 5, công an quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội đang điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng gỗ số nhà 28, ngõ 975 đường Tam Trinh, thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 5, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa xuất phát từ xưởng gỗ rồi nhanh chóng lan sang ngôi nhà hai tầng bên cạnh, số nhà 26 và 24, ngõ 975 Tam Trinh. Sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng có mặt kịp thời. Đến khoảng 9 giờ 15 phút ngày mùng 4 tháng 5, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Hoàng Mai đã điều khiển 3 xe chữa cháy đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Sau đó khoảng 9 giờ 40 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Yên Sở cho biết ghi nhận ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người, thế nhưng xưởng gỗ số nhà 28 gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, hai ngôi nhà hai tầng bên cạnh bị lửa làm hư hại nhẹ. Cháy nổ là mối hiểm họa và thường để lại những hậu quả nặng nề, không chỉ về vật chất mà còn đe dọa tính mạng con người. Do đó, để giảm thiểu những tai nạn do cháy nổ gây ra, đòi hỏi ý thức của từng người, từng gia đình và doanh nghiệp chú trọng đề cao phòng chống cháy nổ và đặc biệt là cần tuân thủ tốt các quy định phòng cháy chữa cháy.